tài xế bị cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phạt kịch khung vì uống ba lon bia. Truy tìm xe khách cố tình chở hàng chục F1 từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất chủ tịch tỉnh phạt nhầm, đội trưởng quản lý thị trường ở Bình Định bị kỷ luật. vụ thiếu nữ van xin kêu cứu khi bị hiếp dâm trong khách sạn, công an khởi tố hai bị can. Cảnh sát giao thông, cảnh sát tỉnh sự bất ngờ xuất hiện trên tàu Cát Linh Hà Đông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối trên kênh YouTube Báo Dân Việt, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây, đội cảnh sát giao thông bàn cờ, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Trinh Thắng, Quận 3. Việc kiểm tra được cảnh sát giao thông thực hiện tại khu vực riêng đảm bảo an toàn phòng dịch khi số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày vượt hơn 1.800 trường hợp. Lúc 22 giờ 15 phút ngày 26 tháng 11, ông L. H. 41 tuổi ngụ quận Tân Bình chạy xe máy trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa dưới trời mưa với biểu hiện không tỉnh táo. Ông Hờ bị cảnh sát giao thông đưa vào lề đường kiểm tra giấy tờ xe và nồng độ cồn. Người đàn ông này có nồng độ cồn mất 0,483mg trên lít khí thở, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tối nay tôi và bạn bè có uống vài ly bia tâm sự sau thời gian dài không gặp vì dịch. Tôi uống ba lon bia nhưng không ngờ nồng độ cồn lại kịch khung. Giờ bị tạm giữ xe, ngày mai tôi không biết lấy phương tiện gì để đi, ông Hờ nói. Bên cạnh đó, ông NNM 41 tuổi ngụ quận Tân Phú trên đường đi dự sinh nhật bạn về nhà cũng bị cảnh sát giao thông dừng xe máy kiểm tra. Ông M có nồng độ cồn mức 0,483mg trên lít khí thở. Nam tài xế bị tạm giữ xe 7 ngày, phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng. Tôi đi sinh nhật bạn vui quá có uống vài ly bia và còn tỉnh táo để chạy xe về nhà thì không may bị cảnh sát giao thông xử phạt. Mình sai thì mình chấp nhận thôi, ông mờ cho biết. Đến 23 giờ, đội cảnh sát giao thông bàn cờ đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm và phải dừng buổi kiểm tra nồng độ cồn vì trời mưa. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng thông báo tìm người trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47B 02987 và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 26 tháng 11, xe khách 47B 02987 của nhà xe Anh Phụng chở hơn 20 hành khách xuất bến từ huyện Ea er Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe khách vào bệnh viện Nhi Đức Tâm thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để test nhanh SARS-CoV-2 cho những người trên xe. Qua test nhanh, một hành khách trên xe được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hành khách này được đưa vào khu vực cách ly tạm thời của bệnh viện. Sau khi phát hiện trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên y tế đã hướng dẫn tài xế cho xe và hành khách ở lại, đồng thời báo cáo cho cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc tới xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành chở số hành khách còn lại rời khỏi bệnh viện. Trước tình hình này, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc đã báo cáo cho lực lượng công an hỗ trợ, yêu cầu tài xế quay xe lại. Dù vậy, tài xế này vẫn cố tình cho xe rời tỉnh Đắk Lắk chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong quá trình lập hồ sơ xử lý, cơ quan quản lý thị trường ở Bình Định đã xác định sai đối tượng vi phạm, dẫn đến vụ việc chủ tịch Ủy ban dân tỉnh này phải hủy quyết định xử phạt hành chính một doanh nghiệp. Theo đó, ông Phạm Văn Hồng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 và một kiểm soát viên của đội này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do liên quan việc xử phạt hành chính nhầm doanh nghiệp tư nhân Hiền Hòa, trụ sở tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Về mặt chính quyền, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Hồng và một kiểm sát viên của đội Quản lý Thị trường số 2. Trước đó, ngày 13 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Nguyễn Phi Long đã ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với doanh nghiệp tư nhân Hiền Hòa, do ông Nguyễn Đức Long làm giám đốc. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý thị trường đã có sự nhầm lẫn trong quá trình xác định đối tượng vi phạm. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng, ngày 21 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với doanh nghiệp tư nhân Hiền Hòa số tiền 100 triệu đồng, cho rằng mình bị oan, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hiền Hòa, Nguyễn Đức Long đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Kết quả kiểm tra các cơ quan chức năng mới vỡ lẽ ra vụ việc ông Nguyễn Đức Hiền đã mạo danh doanh nghiệp của cha mình để nhận lỗi vi phạm. Quý vị thân mến, gần đây chúng ta thường nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự trên tàu Cát Linh Hà Đông. Vì ngoài kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn, cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội còn lên phương án để không xảy ra tình trạng chen lấn, móc túi trên tàu Cát Linh Hà Đông. Gần đây, người đi tàu Cát Linh Hà Đông thường xuyên thấy sự xuất hiện của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát hình sự, công an các phường trên các nhà ga, tuyến tàu. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ khi xuất hiện trên tàu là đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm chen lớn, móc túi. Ngoài ra, các tổ công tác cũng tuyên truyền cho hành khách về đảm bảo an toàn giao thông phòng chống cháy nổ. Mới đây, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra một vụ hiếp dâm xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên và có hai đối tượng liên quan. Vụ việc này có clip và công an đã thu giữ clip này để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ việc hiếp dâm này, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố hai bị can và đang tiếp tục điều tra vụ việc. Vị lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ việc này xảy ra từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, vài hôm nay, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip có nội dung một cô gái bị cưỡng bức. Vụ việc này xảy ra từ lâu, nhưng đến hôm qua xuất hiện hai clip hiện đang nghi một clip giống vụ việc mà công an đang thụ lý. Vì vụ ở Cẩm Xuyên chỉ có hai đối tượng. Vì có thông tin trên mạng nên hiện đang cho anh em tập trung xác minh làm rõ các đoạn clip này, lãnh đạo công an tỉnh cho biết. Trước đó, từ ngày 25 tháng 11, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip kéo dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một cô gái bị một thanh niên cưỡng bức trong khách sạn. Một thanh niên khác đứng cạnh đó dùng điện thoại để quay video lại. Trong đoạn video, cô gái liên tục van xin và kêu cứu, Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn ghi chặt cô gái trên giường để thực hiện hành vi bị ổi. Được biết, nạn nhân trong vụ án hiếp dâm xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là một cô gái sinh năm 2005 đang trú trên địa bàn một xã ở huyện này. Trong số hai thanh niên có hành vi bị ổi thì có một người trước đó đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Ít tháng trước, gia đình nạn nhân có đơn tố cáo lên cơ quan công an Công an xã, Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó đã vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ lên phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam ông Trần Hoàng Lộc, trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin từ ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn xác nhận, Ông Trần Hoàng Lộc, sinh năm 1969, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn bắt tạm giam ngày 25 tháng 11. Ông Lý Kim Soi cũng cho biết, đang phân công công việc của ông Lộc cho cán bộ khác phụ trách để không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Theo thông tin ban đầu, ông Lộc bị bắt tạm giam do có liên quan tới những vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Ông Trần Hoàng Lộc là cán bộ đã có nhiều năm giữ chức trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Thông tin từ công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đức Lợi 34 tuổi, Nguyễn Quý Quyên 33 tuổi cùng chú tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và Dương Đình Lương 34 tuổi trú tại huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo công an, khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 11, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, cục cảnh sát hình sự bộ công an, công an thành phố Bắc Ninh, công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng, bắt quả tang ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Hà Vi thuộc khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Công an xác định lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm. Lợi sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook, các trang web đăng tin bài, hình ảnh gợi cảm của gái bán dâm để mời chào khách. Khi khách có nhu cầu, sẽ bình luận dưới các bài viết. Lợi cho khách số điện thoại để kết bạn Zalo, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn. Sau khi thỏa thuận xong, lợi, lương và quyền điều gái bán dâm đã chọn được đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước. Giá tiền thỏa thuận mỗi lần bán dâm từ khoảng 600.000 đồng đến 2 triệu đồng lợi, lương và quyền được hưởng 50% số tiền gài bán dâm thu của khách. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắc vừa có văn bản kết luận vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện, khiến một người tử vong, ba người bị thương khi đang về quê tránh dịch. Nguyên nhân tai nạn được kết luận, anh LBG, 29 tuổi, trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, điều khiển xe máy biển kiểm soát 70G14332, chở theo vợ là chị DIX, 29 tuổi, cùng hai con, đã vượt bên phải xe ô tô biển kiểm soát 72C-08898, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 72R-22503 và rơ móc biển kiểm soát 72R-02480 do tài xế Phan Minh Hòa điều khiển, lưu thông ở phía trước cùng chiều, dẫn đến va chạm vào rơ móc biển kiểm soát 72R-02480, khiến cho anh LBG tử vong. Văn bản của Công an huyện Ea Leo chỉ rõ, vụ tai nạn xảy ra không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea Leo kết thúc xác minh tin báo quyết định không khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau vụ tai nạn thương tâm, tài xế Hòa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 145 triệu đồng. Chị X nhận số tiền trên nhưng lại yêu cầu tài xế Hòa bồi thường thêm hơn 1,4 tỷ đồng thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại